Mai tôi định chúng ta sẽ dành cả một buổi để chúng ta thực hành nhé. Chúng ta sẽ thực hành lại những cái bài toán liên quan đến thuật toán chia để trị. Cái phần này theo tôi là rất quan trọng. Cái phần nên tôi sẽ dành hẳn một buổi để chúng ta làm những bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Chúng ta làm nhé. Thì chúng ta làm tư tưởng của chia trị là như này, là chúng ta chia đôi ra, chia đôi cái miền giá trị, cái miền mà phần tử chúng ta đang làm ấy chia chia làm hai, và chúng ta dùng định quy chúng ta gọi từng từng phần con một của nó. Thì nó chung tư tưởng của chia trị là như vậy nhé. Thì bây giờ tôi sẽ làm từng bài một này. Bài đầu tiên này, bài đầu tiên chúng ta làm một bài, bài đơn giản thôi. Bài này có thể làm bằng phương pháp khác nhưng mà dùng để chia trị cũng rất là tốt. Là cái bài như sau, là cái bài là tìm đồng thời, tìm đồng thời min và max của một dãy nhé, của một dãy số cho trước nhé. Em vừa thấy là như ở đây nó có cái câu lại là max và min thì Ờ, đúng sao rồi. đấy? Không, đây là tôi muốn đúng thế. Ở trong Python nó có cái hàm max và hàm min, nhưng mà đây mình không muốn, đây đang bàn về cái chuyện là dùng thuật toán mà nhé, dùng thuật toán chứ không phải là cách làm trên Python như thế nào, mà chúng ta tôi muốn là demo cái tư tưởng của cái thuật toán chia để trị để làm, để giải quyết cái bài này. Là tôi sẽ phân tích cho bài này nó hay ở chỗ nào nhé. Tức là cái bài này, nếu chúng ta mà dùng mà cái bài này nhé, là cái bài như sau này. Nếu chúng ta dùng cái hàm min hàm max, ví dụ như vậy, bây giờ tôi cho trước cái hàm của chúng ta như này, lấy ví dụ cho trước một cái chỉ một không mười mười lăm tám trừ sáu trừ mười tám chín 22, thì vận hành như này nhé. Còn n, n phần tử. Nếu chúng ta mà làm cũng như là chúng ta như chúng ta tính tính min, đúng không? Ví dụ như là làm m1 bằng min của a được nhé. M2 bằng min bằng max của a. Như vậy thì làm cái này vẫn đúng hoàn toàn, chúng ta in ra hai phần tử đó. Nhưng mà chú ý nhé. Chúng ta biết rồi là cái hàm min này này. Hàm min này là cái hàm mà là nó giống như là một thuật toán tìm đúng tuần tự. Chúng ta phải phải có một vòng lặp từ đầu đến cuối sau tìm ra phần tử min, sau tự như vậy là max. Như vậy với cái hàm là min a đó, chúng ta phải tốn ít nhất là gì, là n cái phép so sánh. Đối với hàm thứ hai là hàm max a, chúng ta mất là n phép so sánh nữa. Như vậy bài này dùng phép bình thường, dùng thuật toán tuần tự bình thường thì chúng ta mất là 2n phép so sánh. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài này với cái nguyên tắc chia để trị và sẽ chứng minh được rằng là nó tiết kiệm hơn là 2n phép so sánh. Hay kiểu này là chỗ đấy nhé, để chúng ta cùng nhau làm cái bài này. Và nó rất là đơn giản thôi. Là như thế này. Là như sau nhé, thì chúng ta cái là như sau, chúng ta chia đôi cái nước a có a a có một phần tử thôi, thì là nó là min max là bằng nhau. Nhưng có hai phần tử, người ta so sánh một lần là ra được tìm min và tìm max. Còn tổng quát hơn thì chúng ta chia đôi nó ra hai nửa, nửa đầu và nửa cuối. Sau chúng ta tìm min max ở đầu và min max ở cuối, mà sau chúng ta so sánh với nhau là chúng ta là làm ra ngay nhé. Đây thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài này nhé. Đây cái bài này nó là như thế này. Này. À, chúng ta tìm cái bài là tìm cái viết cái hàm là như này, hàm là phi min max như này nhé. Hàm này nó sẽ trả lại là cái là hai phần tử min và max nhé. Thì chúng ta làm cái thuật toán tổng quát là như này, chúng ta sẽ giống như cái bài toán khác về liên quan đến chia để trị, nó tổng quát của nó là chúng ta có hai cái tham số là left right, là các chỉ số chúng ta tìm min max ở giữa khoảng left và right nhé. Đó chúng Đây là cái này chưa để chị ở thấy. chia để trị, chúng ta đang học phần chia để trị mà nhé. Vâng. Đây đang 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 chúng ta đang làm các bài tập liên quan đến chia để trị, tất cả các toán chúng ta làm là chia để trị hết nhé. Thì đây là cách làm bình thường thôi, là chúng ta đây chia để trị nhé.
Thì như sau này, thì mà với việc chúng ta kiểm tra, thực ra kiểm tra là chỉ còn một trường gọi là left right là có hai phần tử thôi, x này, x left này bằng right trừ một. Tức là nếu mà left right là right bằng left một hay là left bằng right trừ một, tức là cái bảng A có hai phần tử thôi, thì chúng ta chỉ cần phép so sánh là được thôi nhé. Nếu mà bằng này, đây là bằng nhé, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ so sánh thôi. If A left mà nhỏ hơn A right thì gì? Thì chúng ta return, tức là trả về cái em lúc này thì Aleph là gì? Aleph là phần tử gì? Aleph là phần tử nhỏ hơn và Ary là phần tử nhỏ hơn. Cái bài cái hàm nó trả về hai phần tử là min và max. Vậy trả lời là nó trả về là Aleph. Đây nhé. Left. Phải. À. Right. Else. Return. Nếu mà Aleph mà lớn Ary thì phần tử Ary là phần tử nhỏ hơn, chúng ta giải phần tử đây trước, đúng không? Tức cái hàm này luôn trả về hai giá trị là phần tử nhỏ nhất và lớn nhất ở bên này nhé. Nhưng mà là trường hợp mà left và bằng right trừ một thì ta trả về cái này. Như vậy là mỗi trường hợp là n thì n là độ dài của a, độ dài của a bằng hai đấy, thì chỉ cần một cái một phép so sánh là được thôi nhé. Thì bây giờ chúng ta làm tiếp phần này nhé. Đây đây, vì ngược lại nếu mà n lớn hai làm như nào đó, thì chúng ta phải chia đôi ra, dùng dùng chia để trị. Chúng ta gọi là mid này bằng này bằng left cộng với right chia hai, đúng không? Sau chúng ta tìm min và max ở hai ở chia làm hai phần, phần nửa đầu và phần hai là nửa cuối. Phần nửa đầu thì tôi sẽ gọi là min L là cái gọi, và là max L là trả về cái giá trị min và max của phần bên trái, đúng không? Gọi đề quy này nhé. Gọi min L và max L là min max của phần nửa trái của dãy, chính là phi phi min max của A left và mid. Đây là nửa đầu đúng không? Bên nửa cuối thì sẽ là min right, min error, gọi min error và max error, đúng không nào? Max error bằng phi của A Bar sao? mid right. X cộng 1 và ra cho nó nhỏ hẳn đi nhé. Đây, cho nó không trùng. Đấy. Thế nào? Là cái như vậy ta chia đôi cái hàm này ra, chia đôi cái dãy a làm chia làm hai, nửa đầu từ a từ left đến mid và nửa sau là từ mid cộng một đến right, và ta dùng đề quy ta gọi chỉ ra cái hàm chỉ ra hai giá trị min và max. Đây bây giờ ta chỉ tính gì, ta chỉ so sánh cái này là xong, đúng không nào? Bây giờ chúng ta làm tiếp tục này, ta muốn trở về chúng ta tìm là bây giờ if này nha. Bây giờ như sau nào, bây giờ chúng ta sẽ tìm cái min của cả cái dãy như sau này. Chúng ta biết là if chúng ta so sánh hai cái là nếu min l mà nhỏ hơn min r nhé, tìm cái min này thì chúng ta đặt cái giả sử chúng ta cần trả lại cái giá trị của chúng ta là min a đi, là min a đi, thì min a sẽ bằng là min l, đúng không nào? Else min a chính là cái min của dãy a đấy, là min l đấy. Thì cái chỗ này này, cái chỗ này là chúng ta so sánh hai cái min l và min r, hai cái min ở hai đầu, ở hai cái đây là cái min l là cái min của nửa dãy bên trái, min r là min của dãy nửa dãy bên phải.
ta tìm cái nhỏ hơn đó thì chúng ta so sánh hai cái, nếu min L nhỏ hơn min R thì min L đó chính là min A, và ngược lại thì là min R chính là min A đây. Nhưng mà chúng ta cần một phép so sánh ở đây là đủ nhé. Tiếp theo ở đây này, ở đây nó sẽ là gì? Ở đây chúng ta làm tiếp tục này. If so sánh cái max đúng không? Max L mà nhỏ hơn max R thì chúng ta đặt cái max A bằng max R. Ngược lại else max A bằng max L. Để các bạn có hiểu không? Vì sao cần làm cái này này? Từ cái lệnh này người ta tìm ra cái max của A. Nếu max L nhỏ hơn max R thì gắn cái max R là A. Nếu mà max L mà lớn hơn max R thì chúng ta đặt cái max L đó chính là A, là max A. Và ở đây chúng ta chỉ cần return là min A và max A. Đấy, đây là xong cái hàm để quy, xong cái hàm dùng chi để trị để làm. Bạn có thấy không nào? Nhắc lại nhé, chúng ta cái nhìn thấy hiểu rõ chỗ này không? Chúng ta chỉ là chia để trị đấy, chia để trị đấy. Đặc biệt chúng ta sẽ làm thử chạy thử chương chính là như nào nhé. Đây chương chính này, chúng ta đặt cái là min a max a bằng phía chương trình chính đây. File A không, từ không đến len A trừ một. Đấy. Và chúng ta print cái min A ra ngoài và print cái max A ra ngoài. Đấy, nhưng mà đã xong cái thuật toán nhé. Thì các bạn xem lại rồi đi. Và chúng ta sẽ làm trên thử xong đúng. Chúng ta kiểm tra đúng không nhé. Nhắc lại này. Đây chính là cái hàm của chúng ta đây. Đây là cái ban đầu của chúng ta. Để copy xuống cho nó dễ nhìn hơn nhé. Để trên này nó hơi khó nhìn. Để không dưới này nó dễ nhìn. Đấy. Thì bài này phải ra số là min của nó là trừ 18. Max của nó là 22. Thì mình đúng nhé. Để chạy thử nhé. Để chúng ta ghi lại đây. Chúng ta ghi lại cái bài này là cái bài... Đây, hôm nay của chúng ta là buổi thứ mấy? Buổi thứ 10 đúng không? Đây là cái file là tìm min max nhé, theo chỉ địa chỉ. Chúng ta chạy thử nhé. Xem nó đúng chỗ nào, đúng sai thì sẽ chúng ta cùng nhau cùng kiểm thử chương trình. If sai chỗ nào thì kiểm tra cho nó sai đi. Cái lỗi này là lỗi nó chạy mãi không dừng rồi này. Để đợi một chút nhá, để đợi. Tôi cho thêm một nữa cho yên tâm nhé. Ừ, nó sai chỗ này là nó sai khi có 3 phần tử. Khi nó có 3 phần tử thì chia đôi ra một nửa nó sẽ là một bên sẽ là 2 bên sẽ là 1. Cho nên chúng ta chưa kiểm tra được việc là left bằng right là như thế nào. Như vậy thiếu sai chỗ này nhé. Bây giờ if này chúng ta thêm tí nữa là if left mà bằng right thì ta đúng không nào? Ta quên chưa? Ơi. Thế cái right ấy, bỏ trừ 1 đi là được ý ạ? Được rồi. Left bằng right thôi ạ. Hai chấm. If left bằng right hai chấm. Đấy. Em vừa xóa cái chữ thì vẫn được. Vâng. À, ừ. Để kiểm tra được không nhá. Nếu mà left bằng right
hai phần tử chứ đâu ở cũng được, cũng được, được đấy, ý các bạn ghi em được rồi, tức là chúng ta không cần xử lý trường này nữa, trường này là chính là trường này rồi, chúng ta bỏ qua. Như vậy như sau nhé, như vậy là nếu mà left bằng right được đồng ý, tôi làm thử các bạn thấy ý các bạn nhé, chứ là tôi còn thực chí là không, là không cần nữa. Đấy. Left bằng right thì chúng ta trả lời luôn hai bên lại bằng nhau. Đấy. Rồi mà là left bằng right, tức là n bằng một ấy, giải giải dễ một thì là nó thì là min max là nó là một nhé. Còn trường mà là n lớn một bằng hai trở lên thì bằng hai chúng ta cũng được chia đôi được. Thực ra là bằng hai không có chia đôi nhưng mà bằng hai chia đôi cũng được. Thì nó ra là chia thành như thế này, thì vẫn là đúng như thế này. Và sơ sửa một chút nhé. Làm như chơi của tôi cũng vẫn được thôi, nhưng mà là làm này cũng được. Đó. Thì bây giờ đây đây đúng rồi này, thì tôi sửa sửa lại cái tí nhất, tôi sửa lại lại chúng ta tôi thêm đây là thêm vào đây nhé, thêm vào đây là trừ 10 50 trừ 45 chẳng hạn. Xem ra đúng nhé. Đấy. Đúng rồi đấy nhé. Bây giờ chúng ta thì tôi làm thêm chút đây thôi, chúng ta sẽ kiểm tra một chút xem với cái bài này thì chúng ta cần bao nhiêu là phép so sánh. Nhắc lại các bạn, nếu chúng ta dùng hai vòng lặp để tính min max độc lập ấy, thì chúng ta sẽ cần là 2n phép so sánh. Còn đây là bao nhiêu nhé? Thì chúng ta cùng nhau phân tích một chút ở đây ngay đây cho nó dễ nhé, khỏi phải viết ra giấy nhé. Đây tôi viết một cái comment đây để chúng ta phân tích nhé. Thì gọi tên là cái ấy của nó nhé. Cái tên là sẽ bằng cái gì? Đây. Đây chỗ này này. Đây là chia đôi rồi mà. Đúng không? Chia đôi ra này. Thì đây nó sẽ bằng là 2TN trừ N chia 2. N chia 2. Và cộng với mấy đây? Ở chỗ này nhá. Ở đây là, chỗ này là có một phép so sánh này. Đây là 2 này. Nhưng mà nó sẽ bằng 2. Nó ra cái này này. Và đây là T bằng T1 thì nó là không phép so sánh. Nó ra như này. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra một chút nhé. T2 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 thì là bao nhiêu phép so sánh nhỉ? Thực ra T1 đây là T1. Có đây có phép so sánh đây mà. À đây không phải. T1 thì ra là không. Em có thấy ba dấu nháy này là gì ở thấy? Là comment đấy. Tức là trong Python thì trong chương trình thì có hai cách comment. Một comment là chúng ta viết ở viết như này này, comment viết đây này. Comment là như thế này. Sau dấu thăng nhé thì là comment. Hoặc chúng ta viết comment trên nhiều dòng thì trong trong ba cái dấu nháy ở trên và dưới như này là comment nhé. Ghi chú đấy, comment đấy nhé. Thì trong Python có hai cách comment. Cái comment này chúng ta viết dài thoải mái nhé. Còn cái comment này chỉ tác dụng từ đây trở về sau thôi. Còn thế này là comment thoải mái, như tôi viết comment đây để chúng ta có hình dung mình nhé. Như vậy là với T2 T2 thì chúng ta nó sẽ bằng 2 T3 T3 là bằng bao nhiêu? T3 này ở đây n chia 2 nó sẽ là 1. Như vậy chia T3 nó vẫn là 2. Vì T4 này, nó rất là ngắn T4 nhé. T4 thì ở đây nó sẽ là 2. Đây nó sẽ là 2 này. Nó sẽ là 2. Như vậy là 2 sẽ là 2. 2 nhân 2 x 2 là 4. 3 là 6. Ở đây các bạn có thể và có thể chúng ta có thể tổng quát cho thấy nó sấp xỉ nó sẽ bằng là 3n chia 2. Nó nhỏ hơn hẳn. Chúng ta nhớ lại là nếu mà chúng ta dùng hai chúng ta dùng dùng tìm min và tìm max độc lập ấy, hai vòng lặp thì mất 2n, thì là nó nhỏ hơn hẳn 2n. Các bạn thấy như vậy dùng đây là ví dụ đơn giản thôi để cho học dạy học sinh bắt đầu học về chi để trị, thì đây là một cái bài toán rất đơn giản thôi, nhưng mà dùng chi để trị thì cái số lượng các so sánh nó nhỏ hơn hẳn là dùng hai lần
dùng hai lần cái lệnh tìm kiếm vòng lặp, lệnh gọi là so sánh, tìm mid tìm max theo kiểu cũ nhé. Đó, như vậy là bài, đây là bài đầu tiên nhé. Bây chúng ta sang bài số 2, là cái bài hôm trước chúng ta làm xem sách rồi đấy, là cái bài là tìm cho trước một dãy số và tìm cái tổng con, tìm dãy con liên tục có tổng lớn nhất. Thì cái bài này nó gọi là bài tìm max sum của dãy con. Max sum của dãy con. Dãy con. Được chưa? Giả sử tôi cho A vào cái dãy này, một cái dãy mà nó 0 2 5 chỉ 10 7 8 chỉ 16 chỉ 26 chỉ 56 7, 9 10. Ví dụ thế nhé. Đấy. Thì thêm mấy nữa đây này, trừ đi 3. Cái hôm trước tôi làm rồi, bây chúng ta cùng nhau giới lại hôm trước nhé, và chúng ta cùng nhau thiết kế cái chương trình. Thì cái làm như sau này, là chúng ta chia đôi nó ra, chia đôi cái này ra, và chúng ta thì khi chia đôi ra ấy, thì nó có hai, nó có khi chúng ta chia đôi cái hàm này nó ra thì chúng ta sẽ có hai thì tìm cái tổng con lớn nhất ý, thì nó hoặc là cái dãy con đó hoặc nằm ở bên trái của dãy A, hoặc là bên phải của dãy A, hoặc là nằm vắt qua cái điểm mid của A. Vậy nó chỉ có ba trường hợp, và khi gọi điện quy thì dễ rồi, nhưng mà khi mà ta phải tìm cái dãy con lớn nhất mắc vắt qua cái điểm mid thì cái thuật toán mà tìm cái dãy con có tổng lớn nhất vắt qua điểm mid thì chỉ cần là ON thôi. Chúng ta làm cái vòng lặp việc từ điểm mid sang bên trái sang bên phải, chúng ta tìm được cái dãy mắc đó, thì chúng ta so sánh ba dãy đó, dãy vắt qua mid, dãy bên trái bên phải, dãy lớn nhất thì chúng ta đưa ra nhé. Đó là buổi hôm trước nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau nhớ lại cái thuật toán của nó là như thế này nhé. Đây, bài này nếu mà dùng phép tính bình thường thì chúng ta mất là n bình phương, còn nếu mà chúng ta dùng thuật toán chia để trị thì chúng ta mất là n log n. Bây giờ tôi sẽ làm cách cả hai cách, chúng ta cùng nhau làm nhé. Cách một là chúng ta làm theo cách bình thường nhé. Mà tôi có ký ở đó là file max bình thường nhé, được chưa? À, với cái max bình thường này chúng ta không cần thiết phải gì nữa, chúng ta gọi về chúng ta đây là cái em nhé, đây là cái em giải thuật châu bò nhé, tự nhiên cho cái này nhé, cho cái thuật toán này nhé. Đây, chúng ta nhớ lại bây giờ như nào cho thuận tiện nhất nhỉ, hợp lý nhất nhỉ. Đây, tôi làm gọi n là bằng len của A này, thậm chí là chúng ta sẽ tính cả hai trường hợp và so sánh thời gian của cả hai nhé. Len A này đúng không? Bây giờ cách làm của chúng tôi là tôi có hai vòng lặp y chạy từ 0 đến n trừ 1 đến n trừ 2 đúng không nào? Sau đó là for g in range chạy từ y trở đi, chạy từ y cho đến là cuối của dãy n. Đấy. Và đây chúng ta tính cái tổng từ y đến g nhé. Thì tính như vậy thì chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ tôi muốn được bài này là bài này tôi sẽ tính như tôi muốn thậm chí in ra cái dãy đó luôn, in ra cái dãy đó và in ra cái tổng max đó, thì tôi gọi cái này là tôi gọi là max. Để tôi ví dụ nhé, tôi muốn làm kiểu là max đi, max L là cái chỉ số của cái dãy maximum ở bên trái
Max R là chỉ số ở bên phải, đúng không? Và cái max sum là cái tổng, cái tổng của độ dài của dãy từ L đến từ max L đến max R, và tôi in ra ba cái số này nhé. Thì đầu tiên tôi làm như sau, tôi gắn cái max L này bằng 0, max R này tôi gắn bằng bất kỳ thôi mà 0, và cái max RAM này, max này thì tôi gắn nó bằng ban đầu cho nó dễ, không nhé, để ban đầu. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục này, đây này, đây là đây tôi tính cái tổng dãy con từ Y đến G, được chưa? Kiểu đây là S bằng không nhé. For k in range từ i đến g, tức là g cộng 1, đúng không? Và s bằng s cộng với cái làm này, thậm chí là độ phức tạp của nó là n mũ 3 chứ không phải n bình phương, n mũ 3 nhé. K thì sau cái for này thì ta tính xong được cái ấy, tính xong được cái độ dài của cái dãy từ I đến G, và ta kiểm tra if S thì mà lớn hơn max sum thì chúng ta sẽ gán như sau này. Chúng ta gán là max sum bằng S, chúng ta gán cái max L bằng I và max R bằng G. R bằng G, và để chúng ta return max R, chỉ số trái và phải của cái dãy con lớn nhất đó, và trả lại luôn cái max này luôn, max sum luôn. Đây là cái thuật toán, đây là cái lời giải, phải max là cách giải châu bò. Cái châu bò của bài này là n mũ 3, nên là ôi n mũ 3 nhé. Thấy không nào? Chúng ta cần có các biến nhớ là cần ba biến nhớ lại max L, max R và max sum. Thì ở đây nhắc lại như là max L là chúng ta phải chỉ ra cái vị trí của cái dãy max vuông đó, thì max L là cái chỉ số bên trái của dãy, max R là chỉ số bên phải của dãy, và max sum là cái tổng của dãy là cần tìm. Bắt đầu là như thế này, sau chúng ta cần một vòng lặp, hai vòng lặp, sau tính cái tổng, đây là tính cái tổng của từ AI đến AG, đây từ K chỉ từ I đến G cộng 1 đây, nhân từ AI đến AG, và tính, và nếu S lớn max sum thì chúng ta gắn lại mà trả về ba giá trị đó, max L, max R, max sum. Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm cách thứ hai, là làm bằng gì, làm theo theo chi để trị nhé, và chúng ta sẽ kiểm tra xem nó nhanh như thế nào ngay hôm nay luôn nhé. Rồi chúng ta cùng nhau làm này. Thì đầu tiên tôi cần cái hàm phụ ở bên để tính cái em, để tôi kiểm tra tính chỉ ra cái dãy con mà lớn nhất, có tổng lớn nhất, liên tục lớn nhất mà đi qua cái vị trí mid ở giữa hai cái vị trí left và right nhé. Thì tôi làm bây giờ là tôi dùng cái chất liệu nào nhỉ, chất liệu tôi biểu lại được mắc này xuyên tâm này, chất liệu thế đúng không, mắc xuyên tâm này, sắp array này, chất liệu kiểu dùng liệu này nhé, chất dùng liệu này thì các bạn viết lại cái này thôi, các bạn giữ lại cái bộ sách trước tôi ghi tôi làm rồi đấy nhé. Là nó gồm có ba cái tham số, left này, mid là 2 này, và right là 3 này. Thì cái thủ tục này, cái hàm này sẽ trả về ba giá trị, là trả về giá trị là chỉ số trái, chỉ số phải và tổng của dãy con lớn nhất đi qua điểm mid, bắt buộc phải đi qua mid nhá, tức là bắt buộc cả bên phải cả bên trái, không đi qua mid thì là nó không đúng.
thì là nó không thì là nó không đúng nhá. Đó, thì chúng ta chú ý cái chuyện đó nhá. Rồi chúng ta nhìn lại này, chúng ta phải lần lượt chúng ta tính về cả cả hai chiều nhé. Đây bây giờ là chúng ta tính bên trái trước này, s bằng 0 này, chúng ta nhìn lại hôm trước nhé. Chúng ta mà for for e in range, ta chạy từ điểm mid trở trở về, chạy từ mid trở về bên trái đúng không? Trở về bên trái đúng không? Thì bên trái là chạy đến vị trí 0, tức là đây là trừ 1 và di chuyển là trừ 1. Đây là cái phép cái hàm range là đi vị trí bắt đầu này, vị trí trước cái kết thúc này và bước lùi, nếu bước đi được ra là trừ 1 là bước lùi nhé. Đấy. Và chúng ta làm như sau, chúng ta cho S thì bằng S cộng với AI. AI đúng không? Và chúng ta kiểm tra luôn, đi đâu chúng ta kiểm tra luôn 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 tới đó nhé. À đây tôi làm thêm một cái hàm nữa ở đây. À cuối bạn có một ở đây nhé, là chất tích hiệu là sum L nhé, bằng sum L thì bằng bao nhiêu? Bằng bằng A0 hay là bằng A mid cũng được nhé. Bằng A mid, đầu tiên mid trở đi mà. Bằng mid hay là bằng trừ cuối cùng cũng được. Đầu tiên đặt như thế nhé. A mid này. Và tôi đặt cái em, đây là tôi trả lại cái em. Để tôi tìm nhé. Đây là cái chỉ số bên trái ngoài cùng của cái nửa dãy con từ mid trở về bên trái, tôi ghi là max L. Ngon. Đầu tiên là nó như này đã nhé, nó là mid này. Rồi thì bây giờ tôi làm tiếp tục nhé. Kiểm tra luôn, nếu mà S thì mà lớn hơn sum ở bên trái. Đấy, thì tôi gắn luôn là sum L đó là bằng S. Và tôi gắn luôn cái max L đó bằng y. Thì đoạn này là cái đoạn mà tính cái ở bên trái, bên sang bên phải này, bên phải tôi kiểu như là R cũng đặt là bằng mid. Và ở đây là gì? Ở đây là max L bằng mid. Có hai vòng lặp, vòng lặp này là vòng lặp từ mid sang bên trái, vòng lặp tiếp theo đây là từ mid sang bên phải, thì mình tìm được cái dãy con mà maximum mà đi qua cái điểm mid này nhé. Đấy, và tôi làm như vậy, s bằng 0 và tôi for e in range chạy từ điểm mid trở đi, điểm mid cho đến bên phải tận cùng là right. Cái ROI này là ROI cộng 1 thì nó đến đúng điểm ROI luôn nhé. Tôi để nguyên này, for đi cái này nhé. Đấy. Và tôi viết lại như thế kia. S bằng S cộng với AI. Được chưa? If S mà lớn hơn sum L. Để tôi kiểm tra cho đúng nhé, vì tôi làm tôi như vậy là cái A này là nó bắt buộc tôi chạy từ mid trở đi này. Nó tính cả mid còn bên phải.
Ở đây tôi, mà đây tôi không có không chính xác lắm nhé, để đợi đợi tôi một chút nhé. Bên phải phải tính tính cộng 1 trở đi mới đúng cơ. Chứ tôi sửa lại một chút nhé. Ở đây tôi đề là cộng 1 này. Ở đây là cộng 1 này. À, đây là mít cộng 1. Chứ nó còn trùng nhau. Còn ở đây nên sẽ là mít cộng 1. Đấy. Như này nhá. Đấy, thì hợp lý hơn. Đấy, thì hợp lý hơn nhé. Rồi. Nếu sum mà S lớn sum R thì tôi gán sum R R bằng S và tôi gán max R bằng Y. Vậy hai vòng lặp ta tính được. Và cùng đây chúng ta sẽ tôi sẽ return cái dãy con đó. Bên trái, vị trí bên trái là max L, ở vị trí bên phải là max R. Và cái tổng đó chính là tổng của hai cái chính là sum L cộng với sum R. Đây là nhé, đây là cái đoạn mà hôm trước kia bài hôm trước mà tôi viết ở trên trên lớp ấy, tôi chỉ bỏ qua cái phần tính cả cái chỉ số max L và max R, biết tôi tính sum thôi, còn việc tính cả hai luôn là chính xác luôn. Cái bài này là sẽ trả về cái đáp số là trả về toàn bộ cái dãy số đó, chỉ ra cụ thể là cái dãy nào. Được chưa? Thì cái thuật toán này là cái phần này này nó sẽ là ON thôi, nó là một vòng lặp từ 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 mít này trở về trái sang mít sang bên phải. Cho nên của nó là chỉ nó có cái độ phức tạp của nó là maximum là N là trung tính. Được chưa? Rồi thì chúng ta sang sang cái phần chính này. Phần chính là chúng ta viết cái thuật toán chính nhá, là phi phi max sum array. Chính đấy. Nó là A này. Left này. Vào right. Đây là thủ tục chính đây. Đúng không? Đây là hàm chính. Chia để trị. Hàm này nó sẽ có độ phức tạp là O N log N. Log N nhé. Mạnh hơn hẳn là cái hàm này. Cái hàm châu bò này là hàm châu bò trên này là gì, là hàm châu bò trên này nó luôn là O N mũ 3 nhé. Cái giải của chúng ta đây là nhanh hơn hẳn với cái giải với bình thường ở đây nhé. Thế cái này chúng ta làm trước, tôi làm rồi mà chúng ta sao lại nhé. Đây đầu tiên chúng ta kiểm tra, nếu mà left mà bằng right thì trả về luôn, thì nó chỉ là cái dãy đó, thì trả về return return là cái bên trái là left left bên phải là right, mà chỉ là bây giờ ngược lại này, phần lớn hai này chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây thì chúng ta đặt cái mid bằng left cộng right chia hai, và chúng ta sẽ tính tính cái đấy nhá. Chúng ta gọi đều quy này, thì gọi đều quy ở bên trái bên phải thì ta hiệu của ta đều quy bên trái thì hiệu của nó là left, hơi dài một tí, left r là cái độ là right l và sum l. Đây là cái kết quả trả về của cái dãy con lớn nhất nằm phía bên trái của tôi về của tôi gọi đều quy đây, phi file max sắp ở đây đây, đúng không? Gọi đề quy nhé, thằng này là gọi thằng này chính là thằng này này, đề quy của A left mid
thì cái bên trái này, nửa bên trái nhá, thì nó ghi là left L, right L và sum L. Tương tự như vậy là bên phải, left R, right R và sum R là cái dãy con lớn nhất ở bên phải. Thì tôi vẫn dùng phải dùng cái này, tôi gọi nó nhé. Đây, gọi là A này, mid cộng 1 này, right. Như vậy là gọi tôi gọi gọi đều quy đấy nhé. Và bây giờ ta sẽ gọi tiếp cái hàm này nữa để cho ra được cái tôi phải tìm ra ba dãy, một dãy bên trái, dãy bên phải và dãy trơn ở giữa. Dãy ở giữa tôi ký hiệu là như này, tôi ký hiệu là left left mà g, gọi là giữa tiếng Việt như gọi là nó là xuyên tâm đấy, left r và right g, g là giữa tiếng Việt nhé, và sum g bằng max, chỉ là cái này max sum array này của cái a left mid right. Bây giờ tôi sẽ so sánh ba cái ba cái này, so sánh sum này, thằng lớn nhất thì tôi dùng cái đó nhé. So sánh nhé, đầu tiên so sánh cái bên trái trước này, nếu mà sum L nhé mà lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng sum R and sum L mà lớn hơn hoặc bằng sum G, nếu như này, nếu sum L là lớn nhất trong ba cái nhé, để cho tiện nhé, thì tôi return cái bên trái, return left L right L và sum L. L if nhé, giả sử sum bên phải này R mà lớn hơn hoặc bằng sum L and sum R mà lớn hơn hoặc bằng sum G thì return bên phải, return bên left R y R và sum R. Được chưa? Chữ này nhầm, chữ này là L chứ tôi biết nhầm, L đây là sum L. Còn dưới này là R hết, left R, right R và sum R hết nhé. Vì else em thì còn lại là cái sum G này lớn nhất, người ta return left G right G và xong rồi. Từ đây coi như xong cái thuật toán này để quy đây này nhé, cái gì để quy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra, copy cái này xuống cho nó dễ nhé. Đây. Để kiểm tra đúng đã nè, tôi kiểm tra đúng nhé. Bây giờ đây tôi chương trình chính nhé, kiểm tra từng cái một nhé. Rồi, đầu tiên tôi sẽ làm thử với cái thằng này trước nhé, cái thằng gọi là thằng ấy đây này, kiểm tra cho đúng không nhé, đây là phải là file mark nhé. Này tôi làm đầu tiên này, tôi gọi là left, đáp số tôi sẽ là left right phải s nhanh nhé, gọi sum nhé. Đây là hàm chúng ta là hàm gì nhỉ, hàm chúng ta là hàm file max nhé, file max a
Rồi bây giờ chúng ta sẽ in ra cái cái dãy con từ left đến right đúng không? Tôi dùng cái hàm là tôi tạo thêm cái hàm nữa dễ nhé. Left show là show đi nhé. Hàm này là show kiểu gì nhỉ cho tiện nhỉ? Show cái a dãy a từ vị trí left đúng không đến vị trí right, tôi muốn in đây thì đến vị trí right và show cái sum lưu vào một cái cho dễ nhất, đây thì cốt là chúng ấy đấy mà đúng không nhé, tôi muốn in cho thôi mà nhé. Đây ra nhé, tôi dùng cái lệnh là for i in range từ left right cộng một print a i đúng không n bằng cách một cái đúng không, sau đó tôi mới in tiếp print tiếp cái tổng của nó, tổng max là sum mà sẽ xuống dòng đấy, thì đây là cái thuật toán này, đây là cái thuật để mà show thôi, nhưng mà ý ra đây tôi dùng là dùng lệnh show show của a left right và s. Cái này là cũng gọi với lại thì tôi ngại biết tôi là dùng cái hàm này cho nó nhanh nhé, nhưng mà như vậy là in ra cái dãy a dãy là từ left chuyển to right cộng một thì in ra cái dãy maximum nó in ra cái tổng ở bên cạnh nhé. Nào tôi thử kiểm tra là sao đúng nhé, chạy thử nào xem có đúng không nhé. À mà này tôi chưa lưu, mà này lưu là file max sum hay max sum nhé. Đấy. Đang chạy thử xem con dao nhé. Gọi không nhé. Tôi còn nói là 793 trừ 10. Đấy. 3910. Dãy chúng ta là dãy này này. Đấy. 793 chỗ này là nó không còn chỗ nào nữa. Đấy. Đang chỉ cái dãy cuối cùng này nhé. Mình tôi thử làm thêm cái nữa xem ở đây tôi sửa thêm cái nhé, tôi sửa chỗ này là chỗ sửa đây là 10 đi thì dễ 2517 sẽ lớn đấy, 2517 sẽ lớn đấy, kiểm tra này đấy. 025 không động tính 025178 đấy tổng là max là 32 nhé. Bây giờ tôi sửa chỗ này thành chỗ không này thành trừ 10 thì sẽ khác này, vẫn còn 2 thôi. 25178 nhé. Vì tôi sửa chỗ này thành nhà, sửa chỗ này thành trừ đi 5. Sẽ ra cái gì? Nó ra là vẫn là cái thằng này là 25. Mình sửa chỗ này trừ đi 1. 2 - 1. Tổng 26. Rồi. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục dùng cái hàm dùng cái này để tính thử xong đúng nhé, file max sub array đi nhá. Bây giờ làm tiếp tục này. Tiếp tục này tôi left y s bằng file max sub array a này không này, đây là chỉ hạt gọi là quy đấy, gọi là chỉ địa chỉ đấy, len a trừ một, tôi gọi cái này lại kiểm tra lại nào, chạy thử nhá. Chưa gắn cái max này, chưa gắn cái max. À đây chỗ này nhầm, chỗ này là R nhé, R. Đấy. Max R. Chạy thử lại nào.
Nên là có đa số rồi đây, để giống nhau chưa nào? Đa số vậy giống nhau, cái thằng ở trên này thì là dùng dùng châu bò nhé, thằng dưới này là dùng chi để trị nhé. Cũng đa số rồi, bên tôi chạy cho là bên tôi sửa cái này, tôi sửa cái này thành là 12 là như thế nào. Đấy, giống nhau chưa? Đúng nhau nhé. Như vậy là tổng là đúng nhé. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra thời gian chạy của hai anh này. Tôi sẽ thêm vào đây đi hàm kiểm tra tên tôi tính nhé. From... chúng ta nhớ lại cái trong cái hàm thai nó có cái hàm rất quan trọng để ta có thể kiểm tra cái hai mẹ này. Cái hàm performance counter rất quan trọng, hàm này nó đo nó đo cái gì nhỉ, nó đo cái nhịp của cái đồng hồ nhịp đồng hồ của CPU hiện hết thời. Có thể dùng hàm thai cũng được, nhưng hàm thai thì nó lại chậm hơn cái hàm này một chút. Hàm thai nó đánh số giây từ thời điểm epoch, từ thời điểm bắt đầu của năm 1900 cho đến bây giờ thì nó chậm hơn cái này một chút, cái này là rất rất nhanh, cái này là nhanh nhất này đó. Thì chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ chúng ta làm như này đây, bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra xem là như này là cái thời gian là bao nhiêu nhé. Đây chúng ta vào đây luôn đây nhé, đây cái lần một đây này, một đây nhé. Chúng ta chèn vào đây cái lệnh này là t1 bằng performance count, tính xong đâu rồi, tính xong ấy luôn, tính xong ở đây luôn là T2 bằng performance counter. Và in luôn ở đây ra, show xong và in luôn cái thời gian, print cái thời gian là T2 trừ T1. T1 nhé. Đấy. T2 trừ T1. Xong ở đây, chúng ta sẽ copy tốc bật T1 bằng T2 bằng thời gian performance counter nữa nhé. Và ở đây chúng ta sẽ in ra print cái T2 trừ T1. Chạy thử nhé, xem nó như thế nào nhé. Và ta sẽ thực ra thì vì n nhỏ thì đấy như nhau quả đúng không? Cái này thì chỉ còn nhanh như này một chút thôi. Bây giờ tôi cho n tăng lên xem biết nhanh nhé. Bây giờ tôi làm như này. Bây giờ tôi sẽ em như sau cùng các bạn chúng ta làm ra kiểm tra thế ngay nhé. Bây giờ đây tôi sẽ dùng cái hàm này. Tôi viết một cái hàm để sinh tự động như dạy bất kỳ. Đây thì cùng các bạn làm cái bài này nhé. Bây giờ tôi dùng cái thư mục thêm cái thư viện random của Python và tôi import cái hàm này, import cái hàm là rand in, hàm nó sinh tự động các cái số nguyên nhé. Đây thì bây giờ tôi làm như sau này. Đây tôi dùng tay thì cho tiện nhé. Tôi dùng cái hàm là sinh dạy n phần tử n nhé, sinh tự động cho tiện như a này. For e in range n phần tử, và phần tử như vậy tôi sẽ sinh tự động như sau. Tôi sinh tự động là a append của ren in nhé là -1000 và 1000, -1000 và 1000 nhé. Tôi sẽ cho n khoảng 1000 thì thằng này tôi cho là từ -1000 đến 1000 hay -100 đến 100 cũng được, thì 1000 cho nó yên tâm. Tôi cho n chạy từ n sẽ chạy từ sẽ cho khoảng từ 100 đến 1000, xong cũng nhanh không nhanh nhé. Đây, và tôi return
phần a nhé. Rồi thì bây giờ làm sao tôi thay cái này bằng cái, thay cái này bằng a bằng sin dãy này n cho là một, là 100 đi nào, sẽ ra làm nhé. Thì a là 100% phần tử rồi chứ không phải nữa, và tôi sẽ kiểm tra xem là cái thời gian nó là như nào nhé. Đây thời gian chạy thử này, thiếu một dấu này nữa. Rồi đây, thế này là 0,4, thế này là 0,02 giây này, thật là nhanh hẳn rồi đây, có thấy nhanh hẳn chưa? Bây giờ tôi cũng in, bây giờ tôi bỏ cái này ra nhé, tôi in, tôi chỉ in in tổng thôi, không in cái này, tôi bỏ nó in này ra nhé, bỏ cái show thì chỉ in cái ấy thôi, bỏ cái này ra nhé, để cho nó tiện, in thời gian thôi, được chưa? N 100 này, đây. Vẫn là bây giờ cho n bằng chuẩn này, n bằng 1000 nhé. Đấy, n bằng 1000. Thằng đầu nó chậm rồi đấy, thằng đầu tức là thằng đầu tiên là n mũ 3 đấy, là rất chậm rồi đấy nhá. Tôi để là n bằng 150 đi. 150 nhá. N 150 nhá. Đây này. Thằng đầu là 0,14 giây, thằng thứ hai vẫn rất là nhỏ này. Thằng hai là n, log n, thằng đầu là n mũ 3. Bây giờ tăng cái này lên, tăng cái này lên 200. Đấy, mà thấy không nào, nó khác nhau rất là nhiều. Tăng này lên 500, 300. Đấy, sự khác biệt rất lớn giữa hai cái thuật toán. Cái này là 200 là 1 giây nhé. Bây giờ tăng lên là 500. Xem thằng đầu tiên hết bao nhiêu giây, thằng đầu tiên hết 4 giây, thằng thứ hai vẫn là 0,04 giây. 500 giờ tăng lên 600, tăng lên 600. Người ta thấy sự khác biệt giữa thuật toán cho bò bình thường và thuật toán của chúng ta, thuật toán tốt nhé. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy là ai làm được phần cho bò đó thì chỉ qua được một hai cái test thôi. Còn làm một cái bài sketch 2 thì trải qua được rất nhiều test nữa thì được điểm cao hơn là người đầu tiên này nhé. Đó, thì đây là cái bài số 2. Và cái bài bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài số 3. Rất quan trọng là cái sắp xếp nhanh. Được chưa? Sắp xếp nhanh. Thực ra là sắp xếp nhanh trước phân tích rồi, chúng ta cần tính viết thuật toán thôi. Chúng ta cần viết thuật toán là gì, là cái thuật toán phân đoạn là chính nhất thôi, còn cái thuật toán đó là cũng đơn giản nhé. Chúng ta nhớ lại nhé, bây giờ chúng ta lưu cái bài toán mới này thì tôi copy ra cho nó nhanh, nhé. Thuật toán sắp xếp nhanh sử dụng chi để trị nhé. Sắp xếp nhanh dùng chia để trị, chia để trị nhé. Là bằng cái này nhé, tôi copy bên kia sang nhé. Đây thì chúng ta nhớ lại là cái quan trọng nhất của cái này là chính là cái phân đoạn là toán rất là hay, nhận lại rồi. Cái lõi của cái sắp xếp nhanh là cái phân đoạn, mà cái phân đoạn là cái thuật toán mà sẽ dùng ở rất nhiều bài toán khác nữa, rất là hay nữa nhé. Giờ thì tôi làm cho các làm luôn này, để chúng ta phải mất thời gian nhé. Báo nữa chúng ta sẽ ngồi cho chúng ta tính thử, so sánh cái sắp xếp nhanh này với sắp xếp bình thường nhé. Đây, thì đầu tiên là cái thuật toán phân đoạn này, partition, ta nhớ lại nhé. A này, left này, ta nhớ lại cái bốn trước tôi học cái bài này rồi nhé. Là chúng ta lấy một phần tử ở bên trái hay bên phải, ở bên trái, bên trái là phần tử pivot, phần tử trục. Sau chúng ta chỉ cần vào vòng lặp thôi, từ đầu đến cuối thôi, và chúng ta sẽ chuyển đổi các phần tử của dãy A để sao cho là phần tử trục đúng ở giữa luôn, và bên trái của trục, phần bên trái của cái chỉ số trục là cái phần tử nhỏ hơn pivot,
bên phải là phân tử lớn hay bớt, nhưng mà chúng ta chỉ cần một vòng lặp ON thôi là có thể chia đôi cái dãy của chúng ta ra, giống như là cái bài toán tìm kiếm nhị phân hay nhất của nó là như vậy, là dựa trên ý tưởng của tìm kiếm nhị phân. Nhưng mà tìm kiếm nhị phân là dựa trên dãy đã sắp xếp rồi, còn đây là không, dãy bất kỳ, mà chỉ cần một vòng lặp thôi là chúng ta ngăn đôi được cái dãy chúng ta làm hai phần đó, được chưa? Rồi làm như sau nhé, thì chúng ta tìm bây giờ giả sử P là cái chỉ số của phần tử pivot ban đầu, chúng ta để là left nhé, left, và cái giá trị pivot chúng ta biết là pivot là cái giá trị của cái phần tử pivot đó là bằng a left. Nhắc lại là ban đầu thì cái giá trị của pivot chúng ta lấy bất kỳ, cụ thể ở đây là lấy phần tử ở bên trái, còn thực tế có thể lấy bất kỳ ở vị trí nào cũng được, mà thưa tôi để bên trái nhé. Rồi chúng ta bắt đầu vòng lặp này, chúng ta đặt biến y là cái biến luôn, chúng ta cần hai biến y và g nhé, y và g, và biến g là biến chạy từ đầu đến cuối, biến y là biến chỉ ra vị trí tương lai của phần tử pivot, của chỉ số pivot nhé. Đây là, nhưng mà chúng ta làm là for g chạy từ bên trái, in range bắt đầu từ bên trái, từ vị trí của left cộng 1, bỏ vào từ trái ra, bỏ vào bên trái nó là P, chúng ta bỏ cái ta tránh phần tử bên này ra, chúng ta để ngay ở bên cạnh là từ left cộng 1 nhé, và chạy đến mạch sang bên phải nhé, chúng mạch sang bên phải là chạy là sang từ là right cộng 1, hãy từ lên từ left cộng 1 sang right luôn, cộng 1 luôn nhé. Thì là ta tính chỉ số tròn, không phải là chỉ số mà chỉ số chính xác luôn, từ left đến right luôn nhé. Từ cái đoạn A là dãy A từ left đến right luôn, thì là lấy phần tử pivot ban đầu là phần tử bên trái, chúng ta bỏ qua bên trái đó, chúng ta tính từ left cộng 1 trở đi, mà y bắt đầu từ P, y là y từ left, và chúng ta duy chạy từ left cộng 1 sang bên phải luôn, bên phải là right nhé. Rồi chúng ta kiểm tra này, nếu a g mà nhỏ lớn pivot chúng ta bỏ qua, còn nhỏ hơn chúng ta chuyển đổi. If a g mà nhỏ hơn hoặc bằng pivot thì chúng ta đổi vị trí. Thì chúng ta đổi vị trí gì? Thì chúng ta tăng y lên một đơn vị mà chúng ta đổi vị trí. Đổi vị trí của a i và a g. A i phải a g bằng a g a, cái điểm gì nhỉ? Tôi nhớ lại cái này điểm gì? Nếu mà a g mà nhỏ hơn pivot thì chúng ta chuyển sang vị trí bên trái, bên trái. Tức là cái y là cái chỉ số mà bên phải, bên trái g là nhỏ hơn pivot, còn bên phải g sẽ lớn hơn pivot. Mà chúng ta cho g chuyển đổi như vậy thì khi g chuyển đổi sang bên phải xong thì là một bạn xong. Thì là cuối cùng khi mà di chuyển sang bên trái, bên phải rồi, chúng ta đổi một lần nữa, đổi cái AI và AP là xong. Vì cái AP là cái phần tử đầu tiên mà. AP là cái pivot đây. Chỉ là cái pivot này. Nhé. Bạn đổi với AG. Đổi với AI. Bằng AI và AP. Đổi với rồi. Thì khi đổi rồi, thì bây giờ cái I nó chính là chỉ số của pivot, và chúng ta trả về là y. Thế là trước tôi rất kỹ rồi. Tóm này nó rất đơn giản thôi nhưng mà rất là hay luôn, nhắc lại các bạn rất là hay nhé. Cái này là cái mà những người mà nhất là giáo viên mà dạy cái môn này thì phải học thuộc lòng cái thuật này, học thuộc lòng như lòng bàn tay, cái phải hiểu ý nghĩa của cái cuốn này. Nó chỉ có vài dòng thôi nhưng mà rất là hay, rất là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta sang phần chính này. Phần chính là phần chỉ để trị này là cái là quick sort nhé. Quick sort a left right, để toán chính đây, chỉ để chỉ đây nhé. Thì nó rất đơn giản thôi, là if left nhỏ hơn right thì mình làm, có không thì thôi. Rồi tức là p chính là bằng partition. Đấy, partition a left. Rồi. Cái hay của partition là gì? Là sau cái lệnh này thì là a được chia làm hai,
ở bên trái của P, bên phải của P, và bên trái của P thì nhỏ hơn pivot, bên phải lớn hơn pivot nhé. Kiểu hay chúng ta là như vậy. Và chúng ta làm như sau, chúng ta gọi quick sort của A left P nhé, hoặc là P trừ 1 cũng được, P trừ 1, và gọi là tiếp theo là quick sort, quick sort của A P cộng 1 right. Chỗ này P cũng được, đặt mà từ cả cái nó lệch nhau được rồi, không 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 có trùng nhau nhé. Đấy, như vậy là đây là tụ nó chỉ như này thôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem đúng hay sai nào. Vì như này nhé, đây bây giờ chúng ta cho phiếu dưới cho dễ nhé. Chương trình đây nhé, chương trình chính. Thì chúng ta gọi quick sort thôi, quick sort nhé. A này bắt đầu từ 0 này, và bên phải là len của A chỉ 1, chỉ 1. Thế thôi, bây giờ chúng ta thử print cái A xem nó có ra được không. Print A nhé. Bây giờ tôi ghi lại cái này là quick sort, sort, quick sort. Vậy là chúng ta rất đơn giản luôn, bạn này cái gió này nó khá đơn giản. Đấy. Quan trọng nhất là cái thuật toán phân đoạn này rất quan trọng, gọi là phân đoạn nhé. Chạy thử nào, xem nó ra không nhé. Không ra chúng ta sẽ kiểm tra lại này. In range lỗi chỗ nào đó, lỗi gì nhỉ? Đâu rồi? À nó lại bị này đi, lỗi này nó bị lặp ghê quá hả? Để đến về chỉ một thì sẽ nó có bị lỗi. Ôi. Sao nhỉ? Đây. Về chỉ một. Thật ra là khi chia này thì bên cái phần tử pivot nó vị trí đúng rồi. Chạy thử đây. Đấy, đúng rồi, đây là phải P trừ 1 nhé, chỗ này P không? Đây. Nó sẽ đúng như nào. Đúng rồi nhé, đó. Khá nhanh. Bây giờ có cần kiểm tra không nhỉ? Bây giờ kiểm tra nhé, bây giờ kiểm tra thôi được, tôi làm thêm một phương án nữa cho các bạn xem. Bây giờ tôi làm phương án 2. Là tôi muốn ghép hai cái này vào là một thôi nhé. Tôi muốn ghép thành một thủ tục thôi cũng được, như thế nhưng khi chúng ta đây là tách ra để nhìn nó dễ, sau đó chúng ta mô tả dễ. Còn khi mà làm trên thực tế, khi các bạn làm tập rất nhiều bài tập khác mà cần một cái quick sort thật nhanh thì ta đưa vào một thuật toán thôi. Rồi tôi làm tiếp theo nhé, đây tôi làm một cái gọi là quick sort. Tôi kiểu đây là hai nhé, hai là cái tôi đưa vào một tôi đưa vào một thủ tục, không cần tách hai là một thủ tục là đủ nhé. A này left, tôi chỉ việc gộp cái phần kia, tôi gộp cái phân đoạn vào đây thôi mà nhé. Đây quýt hai là gộp quýt một và hai cái này lại với nhau thành một thôi nhé. Đây tôi làm như này này, như sau này, if này left này nhỏ hơn right. Thì chúng ta làm như này, đặt nhân cho P ở đây này. Thì mình chúng ta copy ở trên này lại, chúng ta copy cái này ra. Copy cái này lại. Đây nhé. Copy lại. Và đây chúng ta đây chỗ là chúng ta cần phải return, chỗ này là cần return y, thì đây chúng ta đặt là P bằng y. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ copy cái này thôi. Không sao. Quick sort 2 nhé. A này.
left này, p trừ 1 và quick sort 2 a p cộng 1 right. Xong. Đây các bạn thấy nhé. Bây giờ tôi làm thử lại cái file này nhé. Đây. Đây, bây giờ tôi làm như sau, tôi muốn chạy cả hai thì kiểm tra như nào nhé. Thì tôi làm như sau này. A tôi đặt như thế này. Đặt cả B đi. Sau đó tôi làm như sau, tôi biết là A bằng B copy. Chạy một phán, ra phương án này là đây là đây là ra A nhé. Sau đó tôi lại chạy lại này. Hai phương án sẽ là A bằng B copy, sau là quick sort 2 a không len a trừ 1, sau tôi print ra. Bởi vì sao tôi phải dùng cái này là b copy không, vì nếu mà không dùng cái này thì khi mà thoát ra là a nó thay đổi mà, cho nên nó không chạy hai lần được. Muốn chạy hai lần tôi phải gắn cái bắt đầu là b, sau tôi copy làm hai lần, copy sang a, xong chạy cái a, xong copy được cái hai thì sang a thì mới được nhé. Chạy thử này sẽ ra phần hai đúng không nhé, đúng hai phần đúng gần nhau rồi, phần nào đúng rồi nhé, bạn thấy không? Như vậy cả hai phần này đều đúng cả rồi. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau tôi kiểm tra, bây giờ tôi sẽ làm phần thời gian, kiểm tra thời gian và tôi làm thêm một thuật toán tính theo kiểu bình thường nữa nhé. Đây thuật toán này thì ta nhớ lại là thuật toán từ chèn, thuật toán chọn, thuật toán sắp xếp điểm bọt, sắp xếp chèn đều là n bình phương cả. Mình làm thử nhé. Bếp này insert and sort này, ta nhớ lại cái insert and sort nhé. Và hôm trước ta làm từ hôm đầu tiên đấy thì ta kiểm tra nha. Đây tôi bán n bằng len a này, len a này, sau đó như sau này, sau đó tôi làm như sau, nhớ lại là for e in range chạy từ 1 trở đi, 1 trở đến n đúng không, sau đó tôi làm như sau này, tôi cho cái AI đó chèn vào đằng trước, cho g bằng y và tôi y g lớn hơn 0 n a i mà nhỏ hơn a AI nhỏ AI trừ 1 thì ta mới đổi chỗ không thì thôi nhé. Nếu mà như này thì ta đổi chỗ AI trừ 1 bằng AI trừ 1 AI và tôi cho AI bằng AI trừ 1. Đây là thuật toán chúng ta học, đây là thuật toán xếp chèn đây này. Chữ y chạy từ 1 đến n, từ tức là trường hợp mà ta mô tả dãy a là chữ thứ 1 thì nó chạy từ 2 trở đi 2 đến n, như đây là y là chạy từ 1 đến n trừ 1 đấy, n trừ 1 và tôi đặt g bằng y và tôi cho cái AI đó sẽ lùi dần về cho đến khi nào mà AG lớn và học bằng AG trừ 1 thì thôi đấy. Hoặc là g bằng 0 thì thôi nhé. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ bắt đầu tính này. Ở đây tôi không dùng quick sort đấy, tôi dùng cái insert and sort nhé. Insert and sort. Và đây là A này. Kiểm tra xem cái phần nào được, phần 2 đúng không ạ nhé. Kiểm tra một chút. Đúng rồi nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra một chút khi làm lại cái phần đây, chúng các bạn cùng nhau làm nhé. Ở đây tôi sẽ
phải sinh dãy, rồi là from time import performance counter, đúng không? Và cái lệnh thứ hai là from random import rand int. Rồi, như tôi làm trong cái hàm sinh này ở đây nhé, tôi dùng cái hàm def sinh dãy này n này nhé, a bằng for i in range n a when ran in, ran in bất kỳ đâu đó, bất kỳ. Chỉ 100, 100 giả sử thôi nhé, không quan trọng. Nào mình tôi kiểm tra ở đây nhé, đây là kiểm tra này. À, tôi mà cho b bằng sinh dãy 100 phần tử. Và đây tôi kiểm tra đây a b nhé, đây chuyện này kiểm tra này, tôi t1 bằng performance counting. Đây tôi tính cứ sort trước nhé. t2 bằng performance counter. Xong, sau đó tôi print cái thời gian, print cái thời gian này. In là T2 chữ T1 sẽ là bao nhiêu thời gian. Sort, theo quick sort. Sau là print A. Sau đó phần thứ hai ở đây. T1 bằng performance counter. Còn ở đây T2 bằng performance counter. Sau đó tôi print T2 trừ đi T1. Đấy. Xong print ra. Thậm chí mình không cần print ra nữa cho nó ngắn. Và máy sẽ kiểm tra luôn nhé. Như vậy là với N bằng 100 này, kiểm tra trước này, xem là hai cái phần chạy, phần ở trên là quick sort, phần thứ hai là insert and sort nhé. Xem là nó như nào. Print T2 chúng này thiếu dấu. Đây này. Nhé. Yeah. 100 thì là cái thằng trên là 0.008, thằng dưới là 0.038, nhanh như chậm một chút rồi. Nhưng mà chưa rõ, việc tôi sẽ tăng lên N100 N lên 1000. Thử nhá. Đấy, thằng này thằng thứ hai thằng đầu chạy hẳn rồi nhé. Thằng cái đầu là n log n, thằng thứ hai là n bình phương, các bạn nhớ nhé, o n bình phương. Thằng đầu tiên là o n log n, như vậy quick sort chạy nhân hẳn nhé, thì tôi tăng lên là 10.000. 10.000 thằng trên là 0.2 giây, thằng thứ hai chậm hơn rồi đấy nhé. N bình phương là n bình phương của Python, chạy n bình phương là với 10.000 là tôi đã chậm. Nếu mà cái này mà nó, cái bài này mà nó cho là yêu cầu là phải test trong 2 giây thì cái bài cái chạy theo cách 2 là fail, là hỏng. Cái 1 vẫn ăn như thường nhé. Được chưa nào? Chúng ta vừa làm xong là cái thuật toán quick sort nữa. Để thấy là cái ưu điểm của cái thuật toán chi để trị. Thì chia chị là một trong những thuật toán mà rất quan trọng luôn, rất quan trọng, cái lõi, gần những cái lõi của cái phần thuật toán mà dùng để cho từ đây có thể suy được rất nhiều bài toán khác, nhiều lần mà rất nhiều bài toán sử dụng cái quick làm cái quick sort này nhé. Rồi chúng ta kết thúc ở đây nhé. Chúng ta sẽ có ít thời gian theo biết để tôi kiểm tra lại, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa, tôi muốn xong chữ kết mà, thì chúng ta, nhưng mà chúng ta còn có 3 buổi nữa thôi đấy. 3 buổi nữa thôi là kết thúc, thì tôi kế là tôi sẽ
cái buổi 13 này, buổi sau này tôi sẽ nói nhanh một buổi, nói nhanh về thuật toán thuật giải tham lam nhanh thôi. Còn 20 buổi này dành cho tôi sẽ dành nói sâu hơn về cái gọi là quy hoạch hành động, và hai cái là hai cái hướng hai thuật giải rất là hay, rất hay dùng trong tất cả, nhất là trong các bài thi học sinh giỏi đấy, thi và các bài toán tối ưu đấy. Thì cả hai cái thuật toán, hai cái giải thuật là tham lam và quy hoạch động này đều liên quan đến bài toán tối ưu và sử dụng rất nhiều trên trên thực tế và trong rất nhiều các bài toán này, thi học sinh giỏi nhé, dành cho học sinh giỏi. Còn cái chia trị là có trong chương trình tin học lớp 11 nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Hôm nay nghe xem tôi đã có nhanh quá không, có hiểu được không, có theo dõi đi chương trình không? Có nhanh lắm thầy ạ. Nhanh à? Như vậy là chúng ta có là ba bài này tôi sẽ gửi đến nhóm cho các bạn cùng tham khảo nhé. Ba cái bài này nhé. Dạ. Bạn có việc có thể xem lại cái video cũng được mà nhé. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, em chào thầy ạ.